Trong 2,2 triệu lượt khách đến Phú Yên năm ngoái, thì có khoảng 1/4 là du khách đến từ Tây Nguyên, và Tây Nguyên cũng là điểm đến của du khách Phú Yên. Thông qua việc kết nối này, năm thành phố sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên để thu hút các nhà đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh du lịch của từng địa phương trong thời gian tới.